Đồ gỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Ở trong video ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2024, bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm, đó là một bức tranh đồng quê với kích thước là 1m07 x 2m17, chất liệu là gỗ gụ và được khảm ốc phân màu báo ngư cực kỳ kỹ thuật. Quý vị và các bạn hãy bớt chút thời gian để cùng với Đồ gỗ Hoàng Hải sẽ tiến lại gần hơn để review thật kỹ tác phẩm này. Và ở cuối video thì Đồ gỗ Hoàng Hải cũng sẽ báo giá công khai để quý vị các bạn có thể nắm được một cái giá tốt nhất trên thị trường. Tác phẩm bức tranh đồng quê với chất liệu ốc đỏ phân màu báo ngư cực kỳ đẹp, với cái bố cục chính đó là một cái cây đa, giếng nước, mái đình, một cái cảnh làng quê xưa thu nhỏ lại như quý vị đang được nhìn thấy đây. Một cái cây đa đang nằm trên những cái mỏm núi đá đó, chất ốc đỏ lửa vàng chanh này, phải nói cực kỳ đẹp. Cắt tỉa rất là kỹ thuật, hàng được cắt tỉa kỹ thuật sen lọng đẳng cấp quý vị nhé. Đây là một cái cổng làng đó, một cái cổng làng, tất cả những cái mái này đều được bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải là sen lọng hết nhé quý vị nhé, thực hiện khâu sen lọng đấy. Ở phía bên cạnh đây thì đó là một cái giếng nước đó, bà con đang ngồi ở trên đầu làng hóng mát đây này. Phía trên đây là một cái cây đa, tất cả những cái lá đa này là đều được làm bằng ốc hết này quý vị này, từ những cái chi tiết nhỏ đều được cắt bằng ốc hết nha quý vị nhé, đó rất là đẹp. Và phía bên tay phải đây đó là những cái cảnh như là ông cháu lên rừng đốn củi, rồi cô dì chú bác đang đi cấy cày đánh bắt cá đó, chăn trâu thả diều, một cái bụi cây tre, một cái lũy tre làng, phải nói cực kỳ là kỹ thuật, cũng như là cảnh trừu tượng, nói về một cái cảnh làng quê xưa rất là ý nghĩa quý vị ạ. Và phía bên tay trái đây thì đó là những cái cảnh cũng là về làng quê thôi, đó là cấy cày rồi là chăn trâu đó, chất ốc thì đang lên màu rất là đẹp quý vị ạ. Và hàng là được bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải là đánh vách ly theo lối cổ truyền, vẫn còn để nguyên vân gỗ quý vị nhé. Phía góc thì được cắt hoa lan tây. Ở đây là một cái tác phẩm này với cái khung là hai khung, ở giữa là mảnh đục hoa chanh đồng tiền, xung quanh là khảm dây dưa nho sóc rất là đẹp đó. Quý vị có thể nhìn thấy nó rất là bóng bẩy đúng không ạ? Và tác phẩm này thì đang được bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải bán với giá chỉ có 35 triệu thôi quý vị ạ. Chỉ có 35 triệu thôi, quý vị đã được sở hữu tác phẩm bức tranh đồng quê chất liệu gỗ gụ với kích thước là 1m07 x 2m17 và được khảm ốc đỏ phân màu rất là kỹ thuật. Hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho Đồ gỗ Hoàng Hải qua Zalo số 0984 368 681 để được sở hữu tác phẩm trên. Và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh